xin chào tất cả các bác nha một con vang cơ lai like số à uh, grab r các bác ạ à. grab r một thương hiệu đến từ usa và tất cả các bác chúng ta ai đã từng nhìn thấy một con vang cơ lai like số mà nó nặng như một chiếc cục đẩy như thế này chưa các bác đấy và con này đấy cái độ dày của nó thì ngang với lại một chiếc cục đẩy luôn các bác nha đấy con này có nó tất cả các tính năng ví dụ như fbx chống hú nâng tiếng lâu nét đây, và e chô rì và tất cả mọi thứ đều có Đấy, một cái giải pháp vô cùng an toàn dành cho tất cả các bác lớn tuổi cũng như là các bác là không biết về đầu công nghệ số mà chúng ta lại vẫn được trải nghiệm những đồ số những đồ tiên tiến và những cái cơ chế hiện đại trên một con vang thì con này nó đang có tất cả những cái điều đó những yếu tố đó phục vụ cho tất cả các bác trên mọi miền tổ quốc và trên video ngày hôm nay À Cao Hiền Audio cũng xin được chân thành cảm ơn tất cả các bác đã là đón xem video này của em Hiền và cũng rất mong tất cả các bác xem video nếu thấy video hay thì xin một like để cho video này được đề xuất đến rộng rãi người xem hơn. Và các bác nhớ yêu thích em Hiền thì cho em Hiền xin một đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo. Và trong những ngày tới thì em cũng đang thanh lý rất nhiều vang đẩy các bác nhá. Đấy, giá từ 200, 300, 500 Đấy, thậm chí là tầm khoảng triệu hơn triệu một con Đấy, chỗ này 3.000 con vang anh em thọ đã chuẩn bị sẵn hết rồi Và những ngày tới em sẽ liên tục lên like và giới thiệu cho tất cả các bác Những con vang à, ít tiền Đấy, anh em ai có điều kiện hạn hẹp quá thì các bác có thể chờ đợi và đón xem Còn nếu các bác thích uh, video này thì các bác nhớ là phải chốt ngay Bởi vì số lượng có hạn Đấy, hôm trước em về được 2 hay 3 con Em bán một cái là hết luôn và trên video ngày hôm nay em thấy hay quá Bảo anh em gửi về cho được tầm khoảng 5 con nữa các bác ạ À 6 con, tất cả là 6 con Đấy trong đó thì có hai con thương hiệu Gap Một thương hiệu đến từ USA Đấy, Và thương hiệu Bâu Tôm, các bác biết không Bâu Tôm nó mà thương hiệu âm thanh rất lớn Đẩy loa vàng mic của nó đắt kinh khủng luôn hai con này ruột gan giống y hệt nhau Nó chỉ khác mỗi duy nhất cái đèn màn hình thôi bác nhá. Đấy, đèn màn hình con này có nó màu vàng này Thấy không Đấy, con này của nó là mặt chưa lau đó, đèn màn hình màu vàng còn con này có nó đèn màn hình màu xanh mỗi vậy thôi các bác lấy con nào cũng được em sẽ test cho các bác ngon lành cành đào sau đó thể gửi Đấy. nhìn chung đối với con này thì các bác có thể nghe về cái chất âm thế nha nghe bạo phê, Đấy. micro e chu thì vọt lại còn phê nữa và ngày hôm nay em xin phép test mic trước để các bác nghe cái độ ngọt ngào êm ái và cái độ sâu lắng của mic Đấy. những người hát yếu thiếu hơi khi hát qua con này thì rất là sướng bởi vì tất cả là chỉnh tay 100% toàn bộ hệ thống 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cần, 8 cần này là toàn bộ là chỉnh cắt mic này. Đấy, đây là delay, echo, repeat này. Đấy, đây là mic A, mic C này. Đấy, còn duy nhất là nhạc này nằm bên này. Exciter là nâng tiếng. Con này là chỉ có à, tầm khoảng 12 chế độ vàng nhại khác nhau. Đấy, 12 chế độ revert, echo cộng lại với nhau. Rất là hay. Và em đang sử dụng qua một bộ micro AKG us 99 Đấy, Hackman một bộ siêu lướt, siêu đẹp luôn Và các bác có thể cảm nhận thấy cái chất âm của mic trước nhé Đây, đang thử qua bộ micro AKG này các bác này Bộ này là đẹp xuất sắc luôn Với mức giá chỉ có 3 triệu 7 một bộ thôi Anh em ai thật sự quan tâm thì có thể uh, inbox Em sẽ gửi video chi tiết cho các bác xem qua con này Đây, Và để cảm nhận thấy một cái thương hiệu đến từ AKG Hackman Thì các bác nghe thử cái chất âm nhé Đấy, đang lên này chung hú đỉnh cao luôn các bạn này con vàng này chung hú tốt lắm công nhận 67, cha vì hay dữ quá ta 67, 67, 1, bảy một hai 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 sáu 2, bảy một hai quá hay luôn các bác Con này chống hú tốt lắm và lát em sẽ cho các bác xem qua về ruột gan. Nội thất của nó để các bác biết là con này của nó lý do tại sao lại tiếng nó, nó mạnh mẽ nó uy lực tiếng sáng như thế. Đấy, sử dụng một bộ micro AKG công nghệ cardioid này lọc tạp âm đấy hỗ trợ hú rít mà lại tiếng của nó lại mạnh mẽ mà nó lại nhạy như vậy mà lại không hú rít gì các bác nhá đấy các bác ai có tay nghe xịn nên đeo vào để cảm nhận các bác nhá sáu bảy một hai em ơi suốt đêm thao thức vì em vì lời ra từ lúc em xa về rằng mãi đây em lại đến ước nguyện trọn cuộc đời là mình luôn luôn có đôi sáu bảy một hai thì chủ thì bọt quá hay Đấy, và bây giờ thì em hiền sẽ test nhạc này Đấy, akg us 99 đã có hàng rồi bác nhá và mang test luôn để các bác nghe không hay không về không lấy tiền Đấy, đây là bộ đẹp xuất sắc luôn các bác ơi sóng tầm khoảng 200 trăm đến ba trăm mét sự kiện gia đình miễn chê siêu hiện đại nhạc lên đi em ơi nhạc đâu nhạc đâu cho nhạc lên nào âm thanh vô cùng sâu lắng là... anh em ai có tai nghe xin đeo vào nhá Hi nhạc em ơi lên nhạc đi lên nhạc lên nhạc lên nhạc này thấy không đấy đang sử dụng chính là con này nhá đây nó đang nằm chế độ 1 này e chu cộng thì vọt đấy các bác này thấy không e chu cộng thì vọt giảm hẳn nhạc thấy chưa đây lên này thấy không công này các bác này bảo là đang sử dụng một cái thiết bị nào đó đúng không đấy mặt mũi này vẫn còn nốt bật này anh em thọ hoàn toàn là chưa vệ sinh chưa lau chùi còn đương nhiên hàng bãi hàng cũ hàng đã qua sử dụng mà gửi từ bên nước ngoài về Đấy, trong quá trình vận chuyển thì nó có chày chụa đôi chút, nó có xước sát đôi chút thì không thể tránh được. Ở đây em Hiền có hai con bầu tùm Đấy, và ba con gáp rơ. Một con này của nó là nó có cái logo cao su các bạn thì nó bị bay mất cái thương hiệu ở đây rồi. Đấy, nó không quan trọng nó là cái gì mà quan trọng nó phải hay, phải chất. Và em sẽ cho các bác xem qua về mặt mũi của con này đây. Đấy, con này của nó thì mặt mũi của nó rất đẹp các bác nhá. Mặt mũi cực kỳ đẹp và nó như là một con uh, con 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 đẩy luôn Đấy và một con có tên Parivilli này B1 Pro Tất cả con này của nó ruột gan như nhau hết các bác ạ Các bác biết lý do tại sao của nó là nó lại hay như thế không Bởi vì cái cơ chế này của nó là Toàn bộ là sản xuất theo cái công nghệ Của con um, Gapro Mỹ này các bác này Đấy nó chỉ khác mỗi cái tên thôi Khác cái thương hiệu thôi mà tên này của nó là đúng là tên chuẩn của nó các bác nhá Gapro Đấy 6CH uh, CH6 này 306 Pro Saxo Nó là một con mixer cơ lai số luôn này các bác đây, và anh em có thể nhìn này từ cái bo này con này của nó là hoàn toàn là nó sử dụng là rất nhiều các cơ chế đây, ví dụ như đằng sau đuôi này bo đuôi này nó có cả hệ thống là cắt xử lý này bo bên dưới này bo xử lý tiếng này đây, chip này và nó có một cái hệ thống giải mã âm thanh nó nằm đây anh em thợ mới lau chùi qua thì nó vẫn còn hơi bẩn một chút các bạn nhìn chung ruột gan con này của nó rất là hầm hú luôn và nó có cả hệ thống chống hú riêng biệt dành cho từng bộ phận nhạc riêng chống hú riêng như con này thì em xin phép là chưa vệ sinh bên trong thì các bác nhìn thấy là biết rồi. Mic đằng sau 1 2 3 mic. đây là đường sâu rao, đường bát, đây là đường center, đây là hai đường xuống đẩy xuống âm ly. R L hoặc là đường men, R men L là ký hiệu đường âm thanh xuất ra. Đấy, con này của nó là đường audio vào này, 1 2 đường vào. Đây là đường rách, đường ghi âm thu âm cắm xúc điện hoặc là cắm trang thiết bị khác, đúng không? Đây là hệ thống là cắt này. À, dành cho tăng giảm này, nâng tiếng cho mic này, nhạc này. Đấy, vol của đường tín hiệu này đây là đường center này, đây là đường bát này, đây là đường sâu rao này, led dai. Đấy, con này của nó tất cả tính năng có hết nhưng mà mặt mũi trông nó đẹp mà như là một con đẩy luôn bác ơi. Đấy, như là một con đẩy luôn. Thật sự như con này của nó thì nó còn đẹp. Đấy, còn đương nhiên là hàng bãi xước sát nhẹ đôi chút thì không thể tránh được đâu các bác nhá. Đấy, nhưng mà nhìn chung là còn đẹp đến tầm khoảng 85 cho đến 90 phần trăm. Các bác ạ. À, các bác cũng đã nghe qua về chất lượng âm thanh của con này rồi. Và đặc biệt là nói về bộ AKG US999. Đấy, tất cả các dân chơi âm thanh cũng như là các bác ai là những người mà có điều kiện một chút thì các bác có thể lấy bộ này. Đấy, 3 triệu 7 một bộ, nét căng. Anh em ai quan tâm đến bộ này, em sẽ giới thiệu cho các bác bằng một video cụ thể hơn. Cảm ơn nhá. Đấy, và với mức giá một con vang như thế này, em để cho các bác 1 triệu 400 nghìn đồng thôi. Đấy, các bác trải nghiệm xong mà các bác thấy phê thì tặng lên cho em Hiền xin một like, đúng không? Đó, 1 triệu 400 nghìn đồng, có dây nguồn đầy à, đủ cho anh em. Đấy, bao ship cho tất cả các bác và bao set up ngon lành thành đào bởi vì con này quá dễ dùng, quá dễ điều khiển. Các bạn, anh em ai thật sự quan tâm thì hãy gọi điện qua số điện thoại 0936 118 558 để chốt đơn các bạn nhé. Cảm ơn anh em đã xem video và cho em Hiền xin một like, một đăng ký kênh. Xin chào.